không như vậy đâu, không bạc như vối hỡi ơi. Con người không như vậy đâu, sao chịu lấy oan báo ơn. Con người không như vậy đâu, con người không như vậy đâu. Có người tôi đã sẻ chia nỗi niềm anh chiếu miếng ăn, sau rồi tham lam phồn hoa đã vội quên đi kiếp người, quay về với kiếp người đi, kiếm tiền không mua được đâu. Là con người phải có trái tim, biết ghi ơn những người tốt với ta, chỉ mong có cơ hội được trả ơn, và như vậy tâm hồn sẽ thanh thơi. Là con người phải biết đúng sai, chớ phong ân bội tình như súc sinh. Có nghe thấy bên tai còn vọng vang, gieo nhân nào gặt quả nấy ai ơi. Con người không như vậy đâu, không bạc như vôi hỡi. Con người không như vậy đâu, sao chịu lấy oan báo ơn. Con người không như vậy đâu, con người không như vậy đâu. Có người tôi đã sẻ chia nỗi niềm manh chiếu miếng ăn, sau rồi tham lam phồn hoa đã vội quên đi kiếp người, quay về sống kiếp người đi, kiếm tiền không mua được đâu. Là con người phải có trái tim, biết ghi ơn những người tốt với ta, chỉ mong có cơ hội được trả ơn, và như vậy tâm hồn sẽ thanh thơi. Là con người phải biết đúng sai, chớ phong ân bội tình như súc sinh. Có nghe thấy bên tai còn vọng vang, gieo nhân nào gặt quả nấy ai ơi. Là con người phải có trái tim, biết ghi ơn tốt với ta, chỉ mong có cơ hội được trả ơn, và như vậy tâm hồn sẽ thanh thơi. Là con người phải biết đúng sai, chớ vong ân bội tình như súc sinh. Có nghe thấy bên tai còn vọng vang, gieo nhân nào gặt quả nấy ai ơi. Có nghe thấy bên tai còn vọng